Chào các bạn nha. Hôm nay buổi chiều mình cũng mới lấy sữa bò xong các bạn, mình cũng mới đi giao sữa về. Thì mình giao cho công ty nha các bạn. Đây thì chuồng bò của mình nè các bạn, mình mới nặng xong. Nặng buổi chiều nha các bạn. Giờ em mình nó sẽ vô nó hốt phân bớt chút nữa nó quay qua nó sẽ bỏ cỏ với sữa bò đồ ăn nha các bạn. Cũng mới tắm rửa xong buổi chiều, nói chung là mình mới làm sơ qua thôi. Chút xíu nữa mình sẽ cho nó ăn nha các bạn. Đây thì mình mới nặng xong nha các bạn, nặng sữa xong rồi. Đây, có mấy con bò sữa mình lấy sữa đây. Nói chung heo của mình hết rồi, giờ mình quay qua mình chăm bò nhiều hơn. Bò thì mình lúc trước cũng đã nuôi lâu rồi nha các bạn. Đây, mình ít chia sẻ cho các bạn xem. Các bạn xem thấy hay, nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, tạo cho mình thêm động lực để mà mình làm nhiều video mới. Còn đây là chiếc xe cỏ huyền thoại, mình đã đi cắt cỏ hồi sáng rồi nha các bạn. Sáng nào mình cũng phải đi cắt cỏ cho bò ăn. Nói chung là thường trực ngày nào mình cũng cắt một xe cỏ như thế này. Hôm nay tháng này nắng cỏ nó hơi héo nha các bạn. Cỏ nó hơi héo gốc, nắng quá. Cỏ tốt nhưng mà nó đã bị héo gốc hết các bạn. Bây giờ mình qua chuồng heo nha, cho các bạn xem hai con heo của mình rồi mình cho ăn luôn. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn hỏi là heo hôm nay rớt giá quá mình có nên nuôi hay không. Thì vấn đề này cũng đang có nhiều người đang quan tâm các bạn. Mình thì cũng mê lắm, muốn quay lại bắt mấy con heo để nuôi. Con này con cái các bạn ơi, mình để lại hên, con này nó cũng là con cái nè. Còn con trong cái chuồng bên kia cũng là con cái nữa nha các bạn. Mình qua bển mình cho nó ăn luôn thôi. Chung thì mình bị dịch mà chừa lại hai con sao nó còn sống luôn. Mình thấy cũng có cái xui mà cũng có cái may. May có cái là chuồng heo bị dịch mà cũng còn sống được hai em. Đây nãy mình mới quay qua mình đổ cho nó ăn nè. Cái mình qua chuồng bò mình quay lại chia sẻ cho các bạn xem. Đây là cũng một con heo cái nha các bạn. Thì con heo cái này nhỏ để mà mình nuôi lớn nên mình mốt nữa mình để nái luôn. Nếu mà nó sống được chứ mình cũng chưa biết sao đây, mới có 3 tuần mà thấy nó cũng vẫn ổn định rồi. Chứ thời gian dài không biết nó có bị mầm bệnh hay không mình cũng chưa biết trước được. Chứ ban đầu mình thấy nó vậy thì nó cũng ok đối với mình đó. Thì hồi nãy mình nói là các bạn hỏi là heo nó rẻ như thế này nè, mình có nên đầu thì nói chung heo nó rẻ thì chúng ta nên đầu tư nuôi thì rất là tốt. Tại vì mình nuôi là bây giờ tới Tết mình mới xuất heo thịt, thì cho nên là nó cũng có rất nhiều điều thuận lợi. Hiện giờ thì heo nó rất là rẻ, các bạn nuôi đang nuôi heo thì các bạn cũng đã biết rồi. Còn chỗ mình ở đây thì nó rẻ tệ luôn, mình nói là nó rẻ quá. Mọi người ở gần mình đây là coi như đang chán nản về cái giá cả. Nuôi thì họ vẫn nuôi nhưng mà không có lời nha các bạn. Nói chung giá hiện giờ nó chỉ còn có dao động từ 55 đến 58 thôi, chứ nó không cao như lúc trước rồi. Bên ngoài nghe họ báo giá là 50, họ báo giá là 68, có thể là tới 70 nữa. Nhưng mà ở đây chỗ mình chưa ai bán được giá 65 nha các bạn. Chỉ 60. 60 là cao nhưng mà nay cách này 2 tuần nó cũng không còn giá 60 nữa, chỉ còn có 58 đến 55 thôi. Thì nói chung cũng do cái dịch bệnh con người á, dịch Covid đó các bạn. Thì chợ búa họ cũng không có buôn bán nhiều, cho nên là thương lái họ ở dưới quê nè, họ mua họ cũng ép giá dữ lắm. Thịt ngoài chợ thì nó không có hạ, nhưng mà heo thịt thì nó hạ dữ lắm. Những cái người mà đang nuôi gần mình nè, họ buôn bán giá heo hơi, họ thấy lỗ quá, họ rất là than phiền. Không biết trước được lúc nào nó lên lúc nào nó xuống. Thì các bạn hỏi là đầu tư hay không, thì mình thấy bây giờ mình nên bắt heo giống về mình thả là rất là thuận lợi. Thì heo giống cũng tùy theo mọi nơi nha các bạn. Chỗ mình hiện giờ mình chỉ chia sẻ là cho các bạn biết nha. Chỗ mình hiện giờ nó nằm ở tầm khoảng con heo giống á, con heo con phải 20kg đến 18kg thì nó dao động khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu 2 nha các bạn, chứ nó không cao nữa. Thì nó đẹp thì nó được 2 triệu 2, chứ nó xấu thì chẳng hạn tới. Nó không đều nhau nha các bạn, mình nói nó xấu đẹp là ăn thua từng cho bày nha. Nó đều nhau thì nó gọi là đẹp, còn mà nó không đều thì nó không đẹp nha. Các bạn nuôi heo các bạn nắm điều này các bạn cũng đã biết rồi, cho nên chúng ta nên đầu tư rất là thuận lợi cho hiện giờ. Thì các bạn nào mới chăn nuôi các bạn nếu mà yêu thích chăn nuôi rồi các bạn cứ đầu tư ngay, đừng nên chần chờ. Vì bây giờ cái giá nó đang thấp, chúng ta nên đầu tư ngay.
thì cơ may nó rất là có thể Tết, giờ đến Tết có thể là nó có thể lên. Còn mà heo nó đang nằm ở cái giá mức cao, chúng ta nuôi vẫn được đúng không, nhưng mà cái nguy cơ mà nó hạ thấp rất là nhiều, cho nên chúng ta nên đầu tư cái lúc heo đang rẻ như thế này là rất là ok. Mình cũng muốn bắt con giống về nuôi lắm, nhưng mà chuồng của mình đang bị dịch, cho nên là thôi mình cũng hạn chế, mình kìm lại để mình nuôi hai con này cho nó ổn định đàng hoàng mình mới mang con giống về nha các bạn. Thì mình cũng đã đi vòng vòng khu vực này, mình đã hỏi giống một số rồi, nhưng mà người ta cũng khuyên mình là nên đem về là nó bị dịch nữa cũng như không á. Chứ mình là cái máu chăn nuôi mình cũng mặn mà lắm, người nông dân nói chung chăn nuôi cũng rất là yêu mến, nhưng mà do mình thì mình không kỹ cái khâu phòng dịch tốt, cho nên mình bị thất bại cái điều này, nên là mình tự đáng tiếc cho mình. Thì mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ rút kinh nghiệm lại để mà sau này nó tốt hơn. Với lại cái chuồng heo của mình có thể là mình thiết kế lại xung quanh cái trắng bớt lại, tại vì nhà mình cũng có nuôi gà các bạn thấy không, đó thì anh em mình cũng nuôi gà để ăn thịt thôi chứ cũng không phải là nhiều, nhưng mà nó cũng hay vào chuồng heo. Thì cũng có số bạn nói nó mang mầm bệnh vô thì mình nghĩ cũng có thể là đúng, có khi nó đi ra ngoài nó bư những cái nơi mà rác rưởi rồi nó nhảy vô máng, nó ăn những cái cám thừa, đôi khi nó vẫn dính nó mầm bệnh. Thì cái điều này cũng có một điều rất là lớn nha, cho nên mình sẽ rút kinh nghiệm khoảng này, mình sẽ dừng che lại hoặc là mình cho gà nó ở một cái khu nào đó, không cho vào chuồng heo nữa. Thì thôi mình cũng quay lại vấn đề hồi nãy các bạn nói là cứ có đầu tư hay không, mình cứ khuyên các bạn là đầu tư ngay, không nên chần chờ ngay lúc này là quá tốt, vì heo thời điểm này nó rất là rẻ thì chúng ta đầu tư vô nuôi được. Nói chung cái giá cám nó hiện giờ rất là cao nha các bạn, chúng ta nên chăn nuôi thì chúng ta ít đó. Chúng ta tìm những thức ăn rẻ, như chúng ta mua những cái loại rẻ tiền về chúng ta chế biến ra. Thứ nhất thì chúng ta mua hèm rồi đó các bạn, hèm rượu, hay là các bạn cũng xem mình cho ăn cái phế phẩm của bảo mì đó, thì các bạn nên áp dụng thử. Còn riêng mình đây nuôi rất là đạt nha, mình không phải là khen gì mấy, nhưng mà mình đã áp dụng cả mấy năm trời mình thấy rất là tốt, cho nên là mình cũng chia sẻ lại cho các bạn để các bạn tham khảo, một bạn thử. Rồi như bắp nữa các bạn, các bạn có bắp đó, gọi là ngô đó. Như các bạn ngoài Bắc đó, thì gọi là ngô đó. Mình nên mua về mình nấu lên, mình nấu chín đó nha các bạn, đừng nên cho nó ăn sống, mình nấu chín lên cho nó ăn rất là tốt. Vì con heo là nó chỉ cần đậm đặc, nó là nhiều chất đạm thì nó sẽ mau lớn thôi, chứ không phải là mình cứ mua cám công nghiệp về thì mình cho nó ăn. Thì nói chung hiện giờ nếu mà mình đầu tư một bầy heo mà mình mua về mình cho nó ăn cám thì chắc có lẽ mình nghĩ nó quầy giống luôn các bạn ơi. Không biết là giờ tới Tết nó giá cao không, chứ giá hiện giờ lỗ mà mình mua con heo giống cho 2 triệu mà mình đầu tư thức ăn cho nó khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu nữa thì nó vô khoảng 5 triệu mấy 6 triệu, thì nó cũng là nuôi một bầy heo như thế này thì nó cũng gọi là không có lời nha các bạn, gọi là cũng như mình nuôi giùm cho lái đó. Ví dụ thôi, mình nuôi giùm cho lái, mình bỏ công sức ra mình nuôi cho 3 tháng rưỡi là không có lời đồng nào hết rồi. Cho người lái hoặc là heo bắt họ đi mổ thì điều đó như mình phí công, cho nên mình đầu tư vào thời điểm thật, mình đầu tư vào thời điểm này thì mình bắt con giống về nuôi để mà mình gầy đàn, để mình gầy con nái các bạn, gầy nái lại. Có thể là trong sang năm qua dịch thì có lẽ là cuộc sống ổn định lại, thì có thể là buôn bán lại tốt hơn, giá cả có thể là mong muốn nó sẽ cao lên. Điều này nói chung người chăn nuôi chúng ta ai cũng mong mỏi, thì mình cũng chia sẻ sơ cho tới đây các bạn nắm. Thì mình cũng chia sẻ tới đây, mình cũng tạm dừng nha các bạn. Thì mình chúc cho các bạn thành công trong chăn nuôi, chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.